Sáng ngày 26 tháng 12, thần đồng văn học 17 tuổi người Nga Mikhail Samarsky đã đến thành phố Hồ Chí Minh theo lời mời của công ty văn hóa sáng tạo First News Trí Việt, đơn vị phát hành tác phẩm Cầu Vồng Trong Đêm, tựa tiếng Anh là A Rainbow for Friend tại Việt Nam. Trong lần đầu tiên sang Việt Nam, Mikhail Samarsky cho biết hết sức bất ngờ trước sự chào đón của các bạn trẻ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tác phẩm Cầu Vồng Trong Đêm kể về chú chó dẫn đường dành cho người khiếm thị, được Mikhail viết năm 12 tuổi, đến nay đã chuyển ngữ và phát hành tại nhiều nước trên thế giới. Tác phẩm có tác động tích cực làm thay đổi đời sống của cộng đồng người khiếm thị tại Nga và đang tiếp tục có sức lan tỏa đến nhiều quốc gia. Nhờ tác phẩm này, Mikhail Samarsky cũng đã đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Nga về việc thay đổi chính sách và hỗ trợ các máy chuyên dụng đặc biệt dành cho cộng đồng người khiếm thị tại Nga. Mikhail đã được vinh danh là thần đồng văn học khi là tác giả trẻ nhất nước Nga xuất bản nhiều đầu sách có giá trị với cộng đồng. Mikhail sẽ lưu lại Việt Nam đến ngày 4 tháng 1 với lịch làm việc dày đặc. Ngoài buổi họp báo chính thức diễn ra vào sáng 29 tháng 12, Mikhail sẽ giao lưu với người khiếm thị tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn, trường Anh ngữ IMA, nhà sách Phương Nam. Đặc biệt First News cũng tổ chức chương trình Cầu Vồng Trong Đêm tại nhà văn hóa thanh niên, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1.